Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một chủ đề vô cùng thú vị và cũng không kém phần dễ thở như chủ đề sleep ngày hôm trước, đúng không ạ? Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là về color. Và khi được hỏi những câu hỏi về màu sắc ưa thích hay màu sắc mình ghét thì chắc hẳn trong đầu chúng ta cũng có một chút ý tưởng rồi, phải không nào? Vậy theo các em thì cái màu sắc mà các em thích là màu gì nhỉ? Còn riêng cô đó là màu xanh lá cây, green color. Rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau workout 3 câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Câu hỏi số 1, what's your favorite color? What color do you dislike? Câu hỏi số 2, is color very important to you when you shop for clothes? Và câu hỏi số 3, do you think colors affect our mood? Let's get started. Ok, câu hỏi số 1, what's your favorite color? What color do you dislike? Trong câu hỏi này chúng ta cần làm rõ màu sắc ưa thích nhất của mình là gì và màu sắc nào chúng ta ghét. Rồi, và trước tiên đó là màu sắc ưa thích nhất. Và các em lưu ý cho cô tính từ favorite ở đây. Khi người khác hỏi chúng ta màu sắc ưa thích nhất, nhớ này, chúng ta chỉ cần dùng favorite thôi. Và chúng ta tuyệt đối không được thêm most vào như một số bạn lầm tưởng màu sắc ưa thích, được chưa? Nhất. Rồi, các em hãy nghĩ ra màu sắc ưa thích nhất của mình đi ạ. Nó có thể là màu đỏ, red color, nó có thể là yellow, màu vàng, hay là green color. Và chúng ta thử xem green color như thế nào nhé. Ok, ví dụ màu xanh, đúng chưa ạ? Vậy green color is my thing. Thay vì chúng ta dùng lại favorite, chúng ta có thể dùng một số các cách thức diễn đạt khác. Ví dụ như là it's my thing, green is my thing, right? Or I'm very fond of green. Okay. Or green always tickles my fancy. Okay, when I shop for clothes, for example. Rồi, và để tham khảo thêm một số cách thức diễn đạt likes và dislikes khác thì em hãy mạnh dạn inbox cho cô nếu chúng ta cần hỏi thêm. Rồi, và sau đó chúng ta hãy giải thích tại sao chúng ta lại thích green và cái hành động nào thể hiện rằng chúng ta rất thích màu này. Ví dụ chúng ta hay shop for clothes, khi mua sắm quần áo thì chúng ta hay chọn màu xanh, hay chúng ta paint the walls in your room màu xanh, đúng không ạ? Green, rồi, vân vân, hay đồ đạc của chúng ta đều là màu xanh cả. Còn màu sắc mà chúng ta ghét hay chúng ta không ưa thì sao? Đối với cô, màu mà cô không ưa đó chính là màu xám, gray. Gray color is my pet hate. Thay vì chúng ta dùng các cái từ diễn đạt như là I really hate or I really dislike thì cô giới thiệu chúng ta một cách diễn đạt mới, đó chính là pet hate, tức là màu tôi cực kỳ ghét, được chưa? Alright, và sau đó chúng ta hãy kèm theo lời giải thích tại sao màu xám đã làm cho chúng ta ghét. Alright, so here comes my sample answer for the question, what's your favorite color and what color do you dislike? Well, I would have to say that green is my thing, especially the green of leaves and grass, okay, in nature. That's why I had my room painted green and I decorated it with some houseplants. However, gray is my pet hate because this color looks really dull and dingy and is always associated with sadness or sorrow. Okay, rồi, các em hãy lưu ý các từ cụ in đậm cái chân ở phía dưới. Cụ đầu tiên, my thing, như cô vừa giải thích, thay vì chúng ta dùng my favorite again thì chúng ta hãy dùng my thing để nói về những thứ mình particularly like, thích. Và đặc biệt cô rất thích màu xanh của lá, the green of leaves, okay? Màu xanh của lá, or grass, của cỏ, okay? Nó khá là soothing, đúng không ạ? Cái màu xanh đấy nó rất là dễ chịu, đúng không ạ? Làm cho mình stay calm, rất là thư thái đầu óc. Ok, và cô thể hiện cô thích màu xanh bằng việc là cô đưa ra ví dụ là I had my room painted green, và cô thường sơn phòng của cô màu xanh, và cô trang trí, decorated, trang trí phòng của cô bằng một số những cái chậu cây màu xanh, đúng không? Tuy nhiên, however, gray is my pet hate. Và cô rất ghét màu xám, không hiểu tại sao. Nhưng có lẽ là màu xám ở đây chúng ta thường gặp khi chúng ta nhìn thấy bầu trời đầy mây, cloudy sky, right? Hoặc là một tương lai xám xịt chúng ta hay mô tả như vậy. Thì màu xám thường trông có vẻ rất là ảm đạm, đúng không ạ? Hoặc cái gì nó rất là dirty, đúng không? Rồi. Ok, câu hỏi số 2. Is color very important to you when you shop for clothes? Thực ra thì màu sắc có quan trọng với chúng ta khi chúng ta lựa chọn quần áo không nhỉ? Có thể có một số bạn thấy rằng màu sắc không quan trọng, các bạn có thể lựa chọn bất cứ màu nào các bạn thích, màu sáng, màu tối đều được. Nhưng có bạn cuồng cái màu đến nỗi mà tất cả mọi thứ
quần áo, đồ đạc của bạn ấy đều màu xanh hay màu trắng hay màu đen cả. Rồi, còn bản thân cô thì màu sắc cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Và thường là cô rất thích mặc màu xanh khi cô đi tiệc này, ok, hay là khi cô đi chơi với bạn bè, bởi vì trông cô lúc này sẽ trẻ hơn này, tươi hơn này, vui vẻ hơn này, giàu năng lượng hơn này. Rồi, ok. Vậy chúng ta hãy làm rõ quan trọng hay không thì các em hãy trả lời ngay trong câu hỏi của mình, được chưa ạ? Trước tiên chúng ta cần làm rõ, thay vì chúng ta dùng lại cụm shop for clothes thì các em có thể dùng các động từ như là wear clothes, đúng không? Green clothes, hoặc chúng ta có thể dùng từ dress, đúng không? In green, đúng không? Hoặc màu, mặc những quần áo màu xanh chẳng hạn như vậy, hoặc màu đỏ or red color. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy theo dõi câu trả lời mẫu của cô. Okay, and here comes my sample answer for the second question. Is color very important to you when you shop for clothes? Like I said earlier, green is my all-time favorite, so I always dress in green color when I hang out with my friends or when I go partying. Yeah, because I believe that I look more youthful and dynamic, and this color really match my skin tone. Rồi, như cô vừa nói phía trước, chúng ta có thể dùng cụm like I said earlier để nhắc lại rằng là green là màu cô rất ưa thích, thích nhất, đúng không ạ? Green is my all-time favorite. Thế nên cô thường mặc đồ màu xanh, dressing, đúng không ạ? Green color, bởi vì cô tin rằng là cô sẽ trông như thế nào? More youthful, giàu sức trẻ hơn, dynamic, giàu năng lượng hơn, quyến rũ hơn, đúng không ạ? Khi cô mặc đồ màu xanh và cái màu này and this color really really matches my skin tone và nó rất làm sao ạ, hợp với làn da của cô, có thể làm tôn thêm cái làn da của cô. Good. Alright, so our final question. Do you think colors affect our mood? Rồi, các em có nghĩ rằng màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta không? Khi chúng ta nhìn màu đỏ thì tâm trạng của chúng ta thế nào? Màu xanh, màu vàng, màu đen ra sao? Đúng không ạ? Còn riêng bản thân cô thì cá nhân cô nghĩ rằng là màu sắc có ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng, cảm xúc hay tình cảm của chúng ta. Rồi, và thay vì chúng ta dùng lại động từ affect trong câu hỏi thì chúng ta có thể dùng một cách thức diễn đạt có lẽ hầu hết tất cả các em đều biết rồi. Đấy, chúng ta có thể dùng cụm have a strong influence on, okay, have a strong influence or impact on our mood, okay, our emotions or feelings. Đó, và ảnh hưởng như thế nào chúng ta hãy lấy ví dụ. Okay, now let's have a look at my answer. Okay, câu hỏi cuối cùng, do you think colors affect our mood? Well, I strongly believe that colors have a strong influence on our mood, emotions, and feelings. For example, blue is thought to be a relaxing and soothing color, which can help ease pain and illness. Whereas black represents something evil or deadly, which may darken our mood when we are feeling down. Ở đây cô đã khẳng định rõ quan điểm cá nhân của mình là cô vô cùng tin tưởng rằng là màu sắc có một cái sự ảnh hưởng rất lớn lên cái tâm trạng, thái độ, cảm xúc, cảm giác của chúng ta, đúng không ạ? Và ví dụ cô lấy hai màu ở đây đó chính là màu xanh da trời và thứ hai là màu đen. Ví dụ màu xanh da trời thì thường là khi chúng ta nhìn vào màu xanh da trời chúng ta sẽ cảm thấy làm sao khá là relax, đúng không ạ? Thư giãn, thoải mái. Và màu xanh da trời được cho là một màu có thể giúp chúng ta khi chúng ta nhìn có thể giảm đau, đúng không ạ? Hay là khi chúng ta bị đau ốm. Tuy nhiên màu đen thì ngoài cái việc là màu đen thể hiện cái gì đó huyền bí, quyền lực vân vân, đúng không ạ? Thì hầu như mọi người đều nghĩ đến màu đen như là một cái màu của ác quỷ hay là chết chóc, và nó sẽ làm cho cảm xúc của chúng ta đi xuống, đúng không ạ? May darken our mood when we are feeling down. Làm cho cảm xúc chúng ta tồi tệ hơn nữa khi chúng ta nhìn vào màu đen. Good job. Alright, so green is my all-time favorite. How about yours? Rồi, màu xanh là màu ưa thích của cô, thế còn màu sắc ưa thích của các em là gì? Hãy comment bên dưới màu sắc mình ưa thích và giải thích tại sao nhé. Alright, see you in the next video. Bye!